Chào bà, trời 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 ngoại. Trời ơi trời, tôi đi lạc. Bà ngoại, con thấy bà mặc cái quần gì ngộ vô bà ngoại. Trời 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 ơi, có ở chuồng không bà già? Có quần trong mà. Trời đất ơi, thôi kéo xuống chi vậy hả? Đâu có mấy bạn. Trời ơi, có cái quần tự nhiên không kéo lên hả, khỏi ngã ba mà tự nhiên kéo xuống ngã ba cho bà già. Không có mấy. Bà để cho nó mát hả? Không có. Bằng có báo tin có khách hàng đến nè, mấy ra ngồi đây đợi nè. Trời ơi, vậy là có khách hàng đến rồi bắt đầu là khoe hàng hả? Hả? Banh càng luôn? Không. Trời, bà mới banh càng đó. Tại quên. Ai đợi coi cậu, nói cậu ơi tôi đi, cậu về nhà, mình đứa mình đi một mình lạc đó. À, thôi à, để tôi về trước à, bà tôi đi quay hồ đi rồi à, bà về sau cái tôi đi lạc, tôi đi cái đường đó luôn, đi lên à, đường nhậu thẳng luôn, tôi lạc cái tôi tới nhậu thẳng tôi biết rồi, cái tôi lạc qua cái sơn à, đi vô cái sơn đi qua Long Hậu đi về đây tới tối luôn. À, phải nói chứ bây giờ con đi nói thiệt nha ngoại à. Ngoại ơi hả? Sao mà giờ á con muốn vô con còn không biết làm sao con vô nữa nè ngoại, quá trời luôn rồi vậy. Bà chặn tứ phía luôn á. Để con quay chút xíu nha. Đây nè. Cái điểm này là rải một cái đường chặn. Ở đây á là bà chặn phải nói là tứ phía luôn nữa nè. Quá trời luôn rồi nè. Trời ơi. Mà đường nào để mà bà đặng mới vô. Dở cái màn lên. Nãy hay không? Dở màn lên là đi. Cái chỗ này chắc là bà chui. Hoặc là bà sẽ đi qua bên đó. Rồi bọc vô nhưng mà cây nó cũng trắng ngang nè. Mà tôn thì thôi tới từ lưa tới lưa trơn. Ai có vô ha muốn cái chuyện gì á là mà cho người ta chậm bước tiến đặng mình la kịp. À, bà bây giờ bà chơi cái thùng đây, cái cây chổi đây, tôn ở đây, cái thao chặn rồi bước đó là nghe lộp sộp nữa, rồi tới đó có cái cây nó chặn ngang, cái áo cái quần mày bước vô cái mày khỏi đầu thai luôn. À, không có đồ sạch tôi mới có để làm sao. Rồi ở xa ở trong hả, thấy có cái thao mà hình như nó dồi luôn vậy ngoại. À, cái thao đó hả? Ừ. Cái thao đó là rửa chén rồi để cặn đồ cho chó uống. Trời ơi, chó đâu mà nó ăn đồ đó làm sao mà nó chịu nổi. Không có gì hết trơn mà nuôi chó chi trời. Đâu có bị gì có chó ai đến nó sủa lấy đồ nó rửa. Ừ đúng rồi đó. Mặc kéo quần lên của đó đó mình mới đối diện chứ mình nói chuyện được. Chứ ngồi mà dạch quần ra hả, trời kỳ quá trời luôn hà. Mai mốt á đừng có để vậy nữa nha. Bà biết rồi. Bà để vậy đó, gió luồn vô á hả, nó trúng gió đó. Nha. Ừ. Mà nãy kéo cái đồ cắt móng tay mà không có cắt cái kéo sẽ đứt cái phạm á. Vậy hả? Móng tay có dài quá. Móng vậy mà dài. Với móng chân cũng dài quá. Vậy hả? Rồi móng sắc rạc mà dài gì trời. Móng sắc rạc ngoại ơi. Đâu có đâu. Không. Vậy là sát lắm rồi đó. Chỉ có một cái là ngoại tắm á, ngoại lấy bàn chải ngoại kỳ đi. Sắc rạc chứ nó có dài đâu. Thấy không? Thấy bà như vậy con không biết tả sao giờ nữa, con cháu đâu có ai tới đâu ngoại. Hổm rồi nè, con mấy con Hạnh này nọ đó, mấy con nhỏ mà con bà đó nó có ghé thăm bà không? Rồi mấy đứa cháu nó có thăm không? Không, bị gì bên chồng ta này nếp lắm, người ta không có cho đi lây bệnh hoạn đem về nhà. Hết bệnh rồi. Hả? Ở giờ nè, lâu lắm rồi, Út có ghé không? Út không ghé. Dạ, hiện giờ hổm rày là có ai ghé bà không á? Không, có ổn bằng công ty bên xe đét á. Dạ hả? Không có ai ghé á. Có tôi nhắn nhờ cái máy người ta lấy cháu Vũ ơi. Con chừng nào con nằm được có tiền con mua một cái siêu mỏng nhỏ nhỏ về đồ thịt ra cho bà. Chứ bà không bắt buộc con mua cái bự y vậy. Con mượn, con không mua cho bà tới 2 năm rồi. À, nói vậy mà nó không có trả lời lại. Ừ, phải mua siêu mỏng mới chịu được hả? Cái gắn lên nặng thấy hình, chứ mình không cần hát, thấy hình cũng vui rồi. Trời đất ơi, cũng còn đòi hỏi quá đáng ha. À, phải đòi siêu mỏng mới chịu ha. Hả? Tại sao không mua T
tivi thường thôi, mắt mới phải đội siêu mỏng. Thì bây giờ siêu mỏng mà không có ai mua cho hết thì cái siêu thường bây lớn cũng được. Con biết bà ngoại hả, thường là chôn vàng nhiều lắm. Bây giờ bà đào một chỗ đi, rồi con dẫn bà đi mua. Chứ giờ tiền để làm gì? Có tiền đâu. Không dám đâu. Nghe hả, hồi cách đây 4 bữa nè, con đi ra tiệm vàng chỗ Lai Dung á, con hỏi bà Đặng bà có mua vàng không, nó có. Trời ơi, bà móc một cọc tiền ra bà mua 1000 luôn. Có. Có. Cách nay 4 bữa là đối xỉu. Dạ hả? Đối xỉu lại là nhà cái thùng cặn lấy đồ ăn ăn. Tại sao có tiền không ăn mà để... Tiền đâu có. Thôi ngoại ơi, ngoại cái tóc rồi, tối rớt ngày rồi. Rớt mắt rớt mắt hết rồi, đi cái rớt mắt à. Thôi. Vợ hả, nói thiệt cái nha, cái quần này tuột tuột rồi nhát lên quần không à. Chỉ có nó Hằng Phong này nó hiểu ngoại dữ lắm rồi ngoại. Ngoại đừng có mệt chơi cái bài mở hả. Ngoại không cần tiền nữa, không hiểu hết trơn nè. Thôi giờ nè, mới tính kêu bán nè. Bán gì nữa? Bán gì? Bán cái máy giặt. Ngày mùa cái nhà cái ông đẩy xe lăn ngồi để bệnh đó, bả có hai băng dâu đó. Và cháu chết đó rồi, con dâu bả nó cũng có được mần công ty có tiền. Bả nó bán đi rồi bả mua, bả nó mua hai triệu rưỡi gì đó, tôi không chịu. Tôi nói không, cái mợ kia bả trả 4 triệu rồi tôi không có bán. Tôi tính bán rồi cái không có tiền rồi tôi không bán. Ở cái tủ đó biết ai mua không? Cái tủ đó hả? Cái máy đó, máy giặt đó. Máy giặt hả? Cái ông không bao dẫn đi mua chứ ai. Mà bà biết cái vụ mà cái máy giặt với cái tủ lạnh á. Bà có nhớ không? Sao không nhớ? Bà nhớ chuyện gì? Ai hỏi là ai mua, tôi nói ông không bao, ông quay rồi ông có tiền, ông dẫn đi mua. Bà có nhớ cái tivi tủ lạnh mà bà cháu mình hả, sức mẻ không? Bữa bà đi viện về đó, mà chữ nhỏ xối xả đó, nhớ không? Dán cái miếng băng keo chà bả lửa lên đầu á, gửi hả đội dứt quyết rồi mày không đem, mày không đem tao xử mày đó, có không? Cái tướng ngồi cũng vậy nè, giang hồ vậy nè đó. Bây giờ mày đem về hả, mày không đem về tao xử mày đó. Chẳng tin nói cái đồ nào trong nhà của chúng ta là của chúng ta, của đồ mình thì trong nhà mình. Nói vậy đó, đồ nào của trong nhà người ta của người ta, còn đồ nào ở ngoài của mình. Không dám đâu. Cái đó là quyền sử dụng của con với ngoại đó, ngoại không xài con đem về. Vậy hả? Tôi xài. Thấy không? Tại tôi không có tiền rồi, tôi đâu. Tại bữa đó bà ngoại có nhớ không, nói là hả, cái đó là hai người cùng đồng sở hữu. Bà ngoại không xài á là con lấy về. Nhớ không? Nhớ chứ xài chứ sao không xài. Vậy giờ xài hay sao? Xài chứ sao không xài. Vậy đó, vậy mới chịu đó. Chứ không thôi hả, là cái đồ bán không à. Mà bán xong rồi hả, cũng không biết tiền đi đâu về đâu. Bán à? Ừ. Bán tính à, hốt 100 vịt con rồi đi dài dài với mé xong đó nuôi ngồi gì lấp ngóc với mé cho nó ăn. Rồi tới chiều thì mua 1-2 kg lúa cho nó ăn, rồi nuôi bầy vịt đẻ, mua 100 con nuôi đẻ. Sao mà tính cái chuyện gì đâu không vậy? Chứ có biết mà cái thân gì? Mình lo không xong đi nuôi vịt nữa, gửi hả tắt tối rồi vịt nó bò đi trơn rồi bà rửa theo từng con à. Có ngày cái lúa mần cỏ già người ta không chịu mướn, người ta nói mần bà mệt quá, bà chết ngày đầu mất công người ta. Giờ làm ơn hả là ăn uống nhiều vô cho khỏe thôi, khỏi làm. Chính vậy á mới vô lâu lâu vô thăm bà nè. Không biết sao nữa nha. Cái gương mặt này nè, để ngó kỹ lên coi. Trời ơi, không có chút gì gọi là há mà xấu mà xấu. Con nói nè, trời ơi, nè, bán lấy tay coi. Ngắm kỹ coi, xấu giả mang, xấu luôn mà không biết sao nhỏ lại hả đi vô hoài không biết nữa. Nè, bà có chơi bùa với con không? Sao mà mắc mớ gì vài bữa vô thăm bà vậy? Có phép thần thông của A Di Đà. Là sao? Đó, ông ơi đà cho ông kêu cái người đó đến thăm với tôi. Ông kéo đi khiến cho nóng nảy đi qua thăm tôi, bởi vì tôi cũng đang khổ trong thiện nguyện như con người đang khóc nước đi bụng được cơm được nước uống cho nó khỏe. Rồi bây giờ tôi kể cậu nghe. Ít
cho thùng sữa, nhưng mà coi sữa 2017 hết hạn thì sử dụng. À, lâu rồi. Đúng rồi đó. Thì tôi uống nó đau bụng, cái tôi uống mà không dám uống nữa, một thùng vậy nè. Ừ, uống bà mà uống đó vô á, hả bà khỏi cần mặc quần. Vậy sao? Đúng rồi. Là hả, bà chỉ cần mà ngồi xuống là nó re luôn hả, mặc quần không có kịp. Hết hạn sử dụng rồi, sao đây nè. Ừ, thì thôi bỏ. Mấy cái đồ đó uống vô hả là cho bà hả là phiêu diêu mà cực lạc luôn á. Một thùng bự vẫn nặng quá mà tôi chưa có coi hạn sử dụng, rồi bây giờ mới coi bao bì với coi ở trong ngày 2017. Bởi vậy cũ lắm rồi, nó nổ tung hết trơn rồi. Bà mà uống vô bụng mà chà bá luôn á. À, cắt gốc rồi nút nó cũng ngon cũng ngọt như vậy mà nó sôi ruột, nó chảy ra ra. Đúng rồi đó, thôi không có uống. Uống xong là tò tí te bà luôn đó. Phải còn 5-7 ngày mới hay sử dụng được cũng đỡ ha. Đúng rồi, vài ngày nhiều khi còn xí xóa làm liều uống được. 2017. Bởi vậy. Lâu quá. Ừ. Sao không biết ha, ta cho. Thôi giờ nè, ca cho con nghe bài coi. Chứ giờ mà giấc này nè, trời mát nè. Ca ăn bài nghe cho nó sảng khoái nha. Ca nha, chứ không có động kinh nha. Rồi ca coi. Ngày xa anh em chẳng biết nỗi chi, bao thương nhớ em mới tỏ thành một cánh thơ lưu niệm. Bao tình thương em gửi trọn về anh, bao tiếng nói ngày xưa em mong đợi anh ơi. Em sống đây trăm ngàn lần thương nhớ, biết tháo trúc cùng ai cho đỡ buồn thương. Anh ơi chim kia lạc hướng bay về, xin anh ráng nhớ thề lời thề thị chung. Anh đừng quên người đã vì mình khổ đau. Anh ơi anh ly hương em cũng sống mãi với số kiếp ly hương. Anh thương nhớ em cũng mang một nỗi sầu vì thương nhớ. Cùng hoàn cảnh cùng một con tim yêu dấu, giờ chia tay trời đã sắp về. Bao tâm hồn này em gửi trọn về anh. Anh ơi nếu không có anh đời em đâu có còn chi là sắc thắm. Qua không hương thì vũ trụ này cũng không có trăng sao. Em trông anh như nắng hạn mà đợi cơn mưa rào. Mưa không đến nên cả tim lòng em thấy nó quá lạnh. Đã mấy lần em trông anh từng phút từng giây, chiều nghiêng nắng ngã sao anh không về đến. Tiếp. Hả? Tiếp. Thân con gái có nhiều bến nước, trót lỡ lần yêu tan nát cõi lòng. Nếu anh không thương từ hồi mới gặp thì em đây đâu có bắt nhịp cây cầu qua. Anh để gạo nấu thành cơm, thèn kia cũng lỡ bên. Rồi anh đem cơm trắng bỏ mái hiên nhà. Anh lại coi tình nghĩa như trang giấy, để cho em phải pha nhiều lệ. Làm thân người đàn bà con gái cũng như nước sông. Biết mình nhớ thương quá nên mới cuồng ngông. Hôm nay em sống đơn côi để anh say đắm thân yêu con vợ nhà. Hết chưa? Còn nữa. Ừ, tự nhiên chứ phải thở cái hiền á mới chịu hả? Ừ. Ca mà còn thở nữa, ca là không được thở. Nếu biết rằng tầng này anh lỗi hẹn, bận chuyện buồn nên chẳng đến cùng anh. Anh có buồn và có trách mãi không anh? Để nước mắt em chạy dài trên đường phố vắng. Anh đừng để con đường xưa ngập nắng. Anh đừng để cho lệ em buồn ướt cả chiếc áo của người chính nhân. Anh đừng để cho núi rừng lỡ một màu sưng, nghe mãi tiếng chim hót vang dùng khắp phố vắng. Chỉ mãi sợ anh hờn dễ giận, em mới thốt lên trang giấy trắng.
phương trời này anh cùng em đà xa vắng thì làm sao hiểu nổi được lòng nhau. Em ước mơ cho thật nhiều, nhưng mà chỉ có bấy nhiêu thôi, biết chừng nào chúng ta mới được gặp lại. Trời ơi, quay vô cái miệng mớm hay gì đẹp dễ sợ. Trời ơi, có cây, có cây bầu, có vàng răng của bà. Trời ơi, bé thiện á trời. Nè. Ý, ghê quá hả? Con ơi. Vậy? Có mấy cây răng đưa ra hết rồi. Ừ, thôi quá rồi. Bây giờ xin... Ghê quá. Cho được hai cây răng này là gắn răng giả, hai cây đang ăn đồ coi. Đang ăn cua đồ coi. Bây giờ không có ông thợ nào mà dám rớ vô cái hàm răng của ngoại cho đó. Ừ. Hả, nội mà chích cái kim vô hả, rồi thăng hà. Đâu có. Cái mà mốt sẵn là gắn vô vậy nè. À vậy hả? Ờ, có không? Có. Có gắn ra, người ta làm sẵn là gắn vô. Thôi nè, để con gỡ răng của con ra, con gắn ra ngoài nha. Không được. Dạ ha. À, cậu đâu, cậu có răng đâu, răng thiệt chứ đâu có răng giả. Bây giờ con bứt xuống gắn vào bà. Không được. Xài keo gắn sắt á, gắn vô. Không. Sao hả? Nhà xíu xảo. Thầy trời ơi, keo gắn sắt. Hả? Kêu dẫn sát. Sát hả? Ừ. Không chịu. Sao hả? Không biết làm sao, tới chừng nó nhức, nó khó chịu, không biết gỡ ra không kịp. Thì hệ quá dính nú đi theo thôi. Trời ơi, bà già này, hay lâu lâu cái bà vô bắt đầu xin đồ dữ không à. Xin tivi siêu mỏng nè. Xin cái bộ răng nữa nè. Ta cho cái giày được rồi. Vậy hả? Tivi đi vợ làm gì có cái nhỏ nhỏ vậy? Ở đâu có? Không có chi mộng, cái người ta bỏ, người ta bán phế liệu. Cái ông ấy nói ta bán phế liệu không à. Phế liệu là cái vỏ không mà, chứ đâu có ruột, đâu có mở xem được đâu. Vậy hả? Ừ. Có hả, cái tivi không xài. Hả? Bà có tivi không xài, tự nhiên cái đưa người ta chi vậy? Thằng cháu Vũ nó nói con về thăm bà, ba cha con về đây rồi ông nội ngoại không cho vô, cậu không cho vô nữa, nói đi mần ăn đi chứ về hoài rồi con không có tiền đi lên xe, bà cho con mượn, miệng nói rồi gỡ rồi. Trời ơi, đây có cây đu đủ đã chứ tè, nó để nó uống éo, cuối cùng có vài trái coi kìa, gãy cây rồi đó, gãy rồi đó mà nó lại có được cái buồn đã ha. Ôi, có lại nữa. Ở nhà cái thế cũng đẹp nữa. Ồ, uống hả? Nó ẹo ẹo giống cái tướng bà Đặng sợ luôn trời. Ôi, lâu lâu vô bà nói chuyện với bà ngoại vậy đó cho bà vui chứ giờ con không biết như thế nào với bà giờ nữa đó. À, cậu ơi. Niềm vui cậu của ơi. Bà đó là những người mà đi tới thăm á. Để cho con này cơm chút ăn. Ờ thôi đưa cơm cho ấy đi. Cơm cặn hả? Ờ để nó thiêu nhiều quá hả chó rồi. Ừ. Bà Đặng bắt đầu bước vô cái biệt thự của bà Đặng này nha. Ở căn biệt thự của bà này. Một cái ải. Rồi ải tiếp theo là ải gì? Nè nha, đi coi chừng tuột của quần nha. Trời ơi, đó, thấy chưa? Nó đi rồi phải dính, phải quẹt vậy đó, để mà có gì nghe. Ơi, khổ gì mà khổ dữ vậy ta, tự nhiên cứ phải sống vậy đó. Tình chứ, lúc trước còn vô mà dọn cho bà được, giờ là hết vô luôn rồi. Tại vì nó thật chứ, cô chú anh chị nha, nhiều lắm mà. Mình vô rồi đó, thì... có những mất mát gì đó con là bà la dữ lắm. Có con gì ăn hết á. Có những lúc mà dọn xong rồi hả, bà mất tiền hay sao bà đổ thừa không à, giết hết dám vô với bà luôn.